Rồi, bắt đầu dịch nè. Thầy con sẽ bắt đầu từ câu hỏi số 1 nha. Đó câu hỏi 27. Cũng như vậy, cái phần multiple choice này là các em sẽ chú ý cho thầy từng câu. Những cái câu hỏi như vậy là sẽ... À, trời ơi. Ừ. Trời, rồi, rồi, ok. Đây nè, thầy. Rồi, có đứa nào nãy ấn tắt lộ micro của thầy á? Thầy chi? Rồi, rồi. Hồi nãy như các bạn nào bấm lộn tắt micro thầy. Hèn chi, sao kỳ kỳ tiếp ha Rồi, thầy nói tiếp nè. Cho nhiều năm, trong vòng nhiều năm nay, hầu hết những nhà khoa học những nhà sinh vật học đã là lưỡng lự ha trong việc sử dụng những cái từ trên bởi vì cái từ từ vẫn có nghĩa là họ không không để hay không sử dụng hay không theo cái cái, cái vấn đề này là tiếng hóa ngược đó bởi vì họ luôn có suy nghĩ rằng họ luôn mai là họ luôn có suy nghĩ rằng suy nghĩ về một cái thuyết tiến hóa rằng là tiến hóa không thể đi ngược trở lại nhưng có nhiều nghiên cứu đi đến ánh sáng có nhiều ví dụ đi đến ánh sáng có nghĩa là trở thành sự thật đó. có một số ví dụ chứng minh á và có nhiều gen của động vật hiện đại modern genetics có nghĩa là gen gen hiện đại đây là gen của động vật hiện nay em đã đưa vô nghiên cứu à error scene có nghĩa là đi vô trong cái mô phỏng cái nghiên cứu đó thì nói thầy nói chung là nghiên cứu và à. nguyên tắc hiện tại đang được viết lại rồi nói chung là có có vấn đề này có vấn đề gì xảy ra ha có thể là có cái trường hợp là tiến hóa ngược đó rồi không chỉ vấn đề tiến hóa ngược là có thể thậm chí chúng còn đóng vai trò quan trọng trong việc quy trình tiến hóa trong tương lai. Mod đây là chặn đường ha, March of Evolution là chặng đường tiến hóa forward uh, tiến tới là trong tương lai nhé Nghĩa là tiến cái quy trình tiến hóa ngược này nó cũng đóng một phần vai trò trong uh, tiến hóa ngược có nghĩa là quay về những cái đặc điểm cũ á, giờ đặc điểm đó có thể tốt cho tương lai nữa. À, ý người ta nói như vậy. Rồi. Chưa chưa tới đâu, này thì vẫn dịch nha. Rồi cái định nghĩa cái cái từ định nghĩa theo kỹ thuật có nghĩa là cái từ định từ khoa học á, cái mấy cái tên khoa học gì đó cái tên khoa học của quy trình tiến hóa ngược được gọi đó là atavism rồi mình coi cái này ha theo tiếng latin atavus nghĩa là forefather à, cái từ này có nghĩa là forefather là tổ tiên đó ha từ vựng này cái từ này nó có hàm ý nó có nhiều hàm ý hay là có nhiều có một số hàm ý chưa rõ ràng early connotation bởi do có nhiều hàm ý chưa rõ ràng hay là có nhiều cái ý tưởng hay có nhiều nội dung chưa rõ ràng bởi do phần lớn bởi do ông này ông Russell rồi ông này ông làm cái gì đây một nhà medic là một cái nhà y tế à, một nhân viên y tế gì đó vào thế kỷ 19 tại người bà đã khẳng định rằng tội phạm được sinh ra không được sinh ra không phải là để trở thành tội phạm ah à, born not made là để trở thành đó. để trở thành tội phạm mà có thể tội phạm này được xác định hay là là có đó bản thân mấy cái này có là bởi được xác định những hành vi phạm tội này nè thì những người có hành vi phạm tội này nè được xác định bởi những hành vi thực tế physical feature là những hành vi thực tế hành vi trước mắt giống như quấn lộn hay là đấu đá lẫn nhau tội phạm mà chém người cái gì đó ví dụ như vậy thì những hành vi như vậy á là nó thuộc về bản chất tổ tiên của con người bản chất nguyên thủy của con người primitive là bản là, là nguyên thủy nha stay là bản chất ha bản chất tổ tiên của con người một nửa con người thôi dạng giống như là linh là linh trưởng là khỉ vậy đó ha. một phần thôi nói chung là ấy nó nói ông này ông nói là hành vi phạm tội là hành thật ra nó là một cái hành vi của tiền sử tại vì bên đây mình quyết định cái nào phạm tội hay không là do xã hội rồi do cái đó là luật pháp rồi do xã hội chứ hành vi mà giống như là tranh giành lãnh địa. Đó. Rồi tranh giành nguồn thức ăn này nọ. Hay là những cái vụ đánh ghen ấy là à lộn vì gái. <laughs> có mấy cái vụ đó đó. Cái thằng trai gì nó quấn lộn vì nhọn gái đó, đó là cũng <laughs> người ta cũng hiểu rằng nó cũng na ná vậy là giống như thời tổ tiên tranh giành con đực với con cái vậy đó. Ừ. Giống như động vật nó có cái vụ đó mà nó quấn lộn này nói nhưng không ai không ai bắt tội nữa <laughs> mình thì có là do mình đi sống theo xã hội rồi ha mình phân biệt đúng sai chứ động vật làm gì có ý là tổ tiên mình cũng như vậy hồi đó làm gì có vụ luật làm gì có vụ này nọ rồi tuy nhiên à, trong khi ông Lorosso đang nghiên cứu về hành vi của những người phạm tội thì một nhà à, sử học một nhà cái này nãy thầy dịch chưa đây nhà đợi đợi, đợi xuống nha các em đợi chút nãy thầy ghi giấy thì một tiêu rồi nhà cổ sinh vật học đúng rồi à, thầy nói luôn nè trong quá trình reading cũng như vậy mà thực tế là những cái từ vựng chuyên gọi là quá chuyên về một chủ đề á giống như từ vựng từ tên khoa học hay là một cái định nghĩa hay là một cái tên cụ thể về một lĩnh vực á thường những cái chữ đó là cái chữ cố định nó không có từ đồng nghĩa nha mấy chữ này đâu có từ đồng nghĩa đúng rồi nhà cổ sinh vật học À là sinh vật học mà thuộc về cổ đại á. Nó nghiên cứu là nhà sinh vật học luôn á. Biologist nè. À, nó có cái chữ này nè. Biologist nè. Nhưng mà nó thuộc về cổ đại rồi. Nhà cổ sinh vật học. Nghe hơi lạ ha. Thế thầy nói là những cái từ này á. Thực tế trong reading nó sẽ không hỏi em. Mà nó chủ yếu là nó là. Hầu như là cái từ mà nó không dùng luôn. Hay khoảng là nó chỉ xài là cái từ khóa để cho em kiếm đáp án trả lời thôi chứ nó sẽ không hỏi nha em làm đi em sẽ biết nó thường nó hỏi mấy chỗ không khó à, nó vậy đó nó hỏi mấy cái chỗ không khó còn những cái từ này nó hỏi đâu em làm rồi em sẽ hiểu còn này thầy dịch luôn để cho nó thông để cho các em hiểu ha chứ không đọc cái thelonololosjus ngoài thì thành ra là các em thầy đọc cũng bị ngượng miệng mà thelonian the này học chúng thầy đọc lại thầy cũng đọc lộn đợi xíu nha đọc lộn rồi Talonian Paleon, đúng rồi. Paleontologist. Paleontologist. Ok. À, ghi là dịch uh, đọc trước rồi đó mà cũng quên. Paleontologist. Paleontologist. Nhà khảo, nhà cổ sinh vật học được biết với tên đó là Dulo ha, thầy dịch gọn luôn là nghiên cứu về những hóa thạch và cũng đi và lại đi đến kết luận ngược lại, đi đến kết luận ngược lại năm 1980, năm 1890, à, có ổng này nè ha, coi kỹ này, nhưng mà thầy vẫn dịch hết cái khổ này, coi nhé Năm 1980, ông ấy nói rằng quá trình tiến hóa là không thể quay ngược trở lại, ha, không thể quay trở lại và à, ý này ý gì đà? Đợi thêm à Đúng rồi sinh vật. Ok. Đúng rồi gọi sinh vật. Một cái dạng sống, một cái sinh vật. Organism. Organ nó là bộ phận nha. Còn organism là sinh vật luôn và sinh vật không thể quay trở lại và những cái sinh vật không thể quay trở lại thậm chí là quay trở một lại một phần thôi về những cái giai đoạn trước đó thuộc tổ tiên thuộc thứ tự ở đây thì dịch nó thuộc tổ tiên luôn không thể quay trở lại những giai đoạn trước đó là đó có ở tổ tiên ha thuộc tổ tiên các nhà sinh vật học cái này sinh vật học nè à, thế kỷ 20 mươi đã đi đến cùng một kết luận như vậy. Cũng đi đến một cùng kết luận như vậy là cái kết luận là chúng không thể quay trở lại trước ha. Mặc dù họ họ cũng nói hỏi họ, họ cũng đáp ứng họ cũng xác nhận rằng về họ cũng xác nhận về khả năng và họ cũng xác nhận về khả năng rằng nói chung họ nói về khả năng á là không có lý do gì sự tiến hóa không thể quay trở lại mặc dù họ vẫn nói là sự tiến hóa có thể quay trở lại nhưng mà theo nghiên cứu gì đó của, 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 họ làm á, là mấy nhà sinh vật học trước đó đó ừ, là đúng sinh vật không thể quay trở lại thì mình biết gì được rồi rồi đó nó khẳng định nữa nè và điều này thật sự đúng là không khả năng cái việc nó quay trở lại là không khả năng cho nên ý tưởng về khả năng quay trở lại, không thể quay trở lại của quá trình tiến hóa tạm thời bị mắc kẹt ở đây. Bị mắc kẹt ở đây và được và đi đến với cái tên được biết rộng rãi đó là luật đô lô. Rồi, quay qua ha, có này các em. Khi bàn luận về một cái thuyết của đô lô, người nói nói cái gì thì chúng mình nè. Đáp án của nó sẽ là câu C. Thuyết này đã được xác nhận hay đã được viết hay là đã được điều chỉnh. đã nói chung là đã được biết trước á bởi những nhà sinh vật học ở thế kỷ trước đó, đầu tiên có từ khóa nó giống ha. Nhà sinh vật học ở thế kỷ trước đó và đã được modify là đã được biết ha. Rồi, chính xác. Câu này là chính xác. Những nhà sinh vật học thế kỷ trước đó đã đi đến kết luận tương tự là họ đã biết rồi. Giờ thầy sẽ chứng minh câu lại còn lại là sai nè câu A Nó lập tức được coi, được đề cập hay là được biết Như là luật đô lô Cái này đâu có biết một cách lập tức đâu Cái thuyết mà này đưa ra của ổng Là nó đã đi qua, nó đã từng có cái nghiên cứu Của trước đó Như, như thế nào đó rồi Của những nhà sinh vật học lúc trước đó nhưng họ không có chứng minh được cái sự quay trở lại À, cái sự quay trở lại được vì vậy họ chỉ đúc kết hay là cũng là cùng một kết luận giống như ông đô lô thôi ừ không thể quay trở lại cho nên là nó sẽ không cho nên ban đầu là cái thuyết này nó không được biết ngay lập tức hay là nó không được uh, refer ngay lập tức coi như là một luật của đô lô tại vì thực tế là, là những người trước đó là họ không chứng minh được vì vậy thì thuyết này nó vẫn đứng như đó và ông đô lô này không giống giống hưởng người ta. <laughs> là coi như cái điều này là cái luật của đô lô ha tại ông đô lô ông đi trước nha các không là thế kỷ 19 ha thế kỷ 19 và những cái nhà khoa học thế kỷ 20 cũng không chứng minh được cũng không chứng minh được vì vậy cái thuyết ông này vẫn được giữ nguyên nhưng mà không có là dạng giống như giữ nguyên một cách lập tức nha mà mà những người này nghiên cứu hay là những người này nghiên cứu hay là đưa cái gì đó nghiên cứu và vẫn chưa có chứng minh được cái vấn đề run back run back này là có thể vì vậy cái này đứng đó và vẫn được giữ nguyên cho nên người ta gọi nó là luật đô lô ha còn bạn nào không hiểu thì có gì hỏi là thầy nhé Vậy thì câu này nó bị sai ở vấn cái ý thôi. Đó là không được biết ngay lập tức. Ở đây thì nó để kia là biết ngay lập tức. Là luật Đô Lô. Chưa chắc là biết lập tức nha. Tại vì ông Đô Lô thì ông đưa ra thế kỷ 19. 19 ông đưa ra là như vậy. Nhưng mà thế kỷ 20 thì người ta nghiên cứu lại lần nữa. Và đúng là không làm được. Thì lúc này mới người ta mới quyết định đây là luật của Đô Lô. Rồi ha. Vậy là gián tiếp chứ không phải là trực tiếp. Tiếp theo. Câu B nó hỗ trợ hay là cái thuyết của ông này cái thuyết của ông này nó đồng ý về khả năng support này cũng là đồng ý luôn đồng ý về khả năng tiến hóa ngược trở lại cái này là chật lất luôn ha cái này giống như phone vậy đó thuyết của ông này ông khẳng định là không được mà bên đây thì nó kêu là thuyết ông nói là được thì ra cái này nó giống như phone vậy đó vậy thì cái này là sai ha câu d có nhiều năm nghiên cứu cái này chết quốc luôn cái này nó kỳ bệnh luôn cái này nó kỳ bệnh luôn đâu có nói ổng nghiên cứu bao nhiêu năm rồi nó chỉ nói là năm gì mà ổng nói gì thôi rồi câu 28 tiếp tục nè cá heo à, cá voi lưng gù được phát hiện tại Vancouver tại đảo Vancouver nó có từ hóa sẵn rồi ha cá heo lưng gù mấy thầy khoái gặp mấy cái này lắm cho nó dễ kiếm á chứ cái này chung chung này chung chung nhiều khi dễ lộn hồi này có từ hóa nữa ha rồi cá heo lưng gù được phát hiện tại Vancouver được đề cập trong bài bởi vì rồi kiếm đi do ha kiếm cái con cá heo này trước rồi thầy dịch tiếp nè nếu luật đô lô đúng thì khả năng quay trở lại cũng chỉ xuất hiện rất là ít thầy đọc lại ha nếu luật đô lô là đúng thì khả năng quay trở lại thì dịch này là lấy cái tên trên đây ha này. Là thuyết quay trở lại đi. Còn như cái tên ha. Rồi, thuyết quay trở lại cũng chỉ xuất hiện rất là ít. Tuy nhiên vẫn có một số ngoại ngoại trừ. Rồi thầy đọc nè, mặc dù ha, mặc dù cái ý tưởng này kiên định rồi, có nghĩa là tiến hóa ngược trở lại không thể. Tuy nhiên vẫn có một số ngoại lệ, exception have been cropping up. Cropping up cái này nó đồng nghĩa với cái chữ rise các em. Là xuất hiện đó. Rise mọc lên xuất hiện. Nó ra ha. Nó luôn các em. Đồng nghĩa với chữ xuất hiện. Rồi năm 1919. Ví dụ năm 1919, một con cá voi lưng gù với hai cái bộ phận giống chân. Appendix là hai bộ phận thừa nghe. Đúng nghĩa là hai bộ phận dạng giống không phải là bộ phận chính bộ phận hay dùng bộ phận thừa thôi hai bộ phận thừa giống như cái chân dài cỡ một mét với cấu trúc xương của một chi rất là rõ ràng complete with a full set of limb bones. đây có nghĩa là hoàn chỉnh với một cấu trúc xương hoàn chỉnh với một cấu trúc xương của của một của chi nhé giống như của tay của chân á đã phát hiện tại Vancouver Canada có có từ khóa ha các em coi tiếp nè. thì nhà khám hiểm Roy đã nói rằng thời điểm mà con ở thời điểm đó con cá voi có thể hay là chắc chắn luôn chứ chắc chắn là quay trở lại tổ tiên sống trên mặt đất rồi ok chắc chắn quay trở lại tổ tiên sống trên mặt đất cá voi thì gốc tổ tiên nó là sống trên mặt đất mà Nó là đá giống như con gần giống chuột vậy mà nó bự ghê từng chùa phát triển cá voi ghê thiệt Rồi Bởi vì tôi không thấy Tôi không thấy cái cái giải thích nào khác nữa Anh ấy viết vào năm 1921 Em hiểu ý không các okay? em Nghĩa là năm đó Ông thấy con cá voi mắc cạn đó Rồi giống như ông Giống như nhà thám hiểm hay gì đó ổng mổ sát ra hay cái gì đó Nói chung là nghiên cứu á Ông thấy là có cái Không biết nó nằm ở đâu Có thể là cái vây hoặc là cái chi luôn thì trong đó nó có một cấu trúc xương của một cái chi là giống như chi mà đi trên mặt đất là cái chân của mình có móng này nọ đó ừ thì lúc mà thời điểm con cá voi mà nó chết đó, người ta phát hiện ra là cái chi của nó cũng còn cái móng mặc dù nó đâu có xài nó nó bơi dưới biển nó đâu có xài cái móng làm gì đó thì người ta nói là có thể nó đang quay về nó đang bắt đầu phát triển lại đó, nó quay về cái thời tổ tiên của nó là cái con mà sống ở trên mặt đất đó ha rồi, vậy thì câu này chứng minh cái gì? Nó để đề cập đến cái con cá voi để chứng minh cho điều gì? Nó đang hỏi là tại sao người ta đề cập đến. Và 28 ở đây đáp án của nó là câu D. Người ta đề cập đến cá voi để giải thích cho lý do tại sao có cái đặc điểm bất thường. Cái đặc điểm bất thường lý do tại lý do được đưa ra cho đặc điểm bất thường thầy đọc lại ha con cá voi lưng gù được đề cập trong đây là để để giải thích lý do tại sao con cá voi nó có cái đặc điểm bất thường nói chung là có một cái đặc điểm bất thường ha có một đặc điểm bất thường xuất hiện thì đầu tiên từ khóa nó cũng có là unusual feature thì đây đầu tiên là có cái unusual feature hay đặc điểm bất thường đây con cá voi nè đây cũng là một cái trường hợp đó là bên câu hỏi nó nói chung chung bên bài nó nói cụ thể đặc điểm bất thường đây cụ thể luôn là nó mọc ra hai cái chân đó ha rồi giải thích về lý do đề cập đến trong bài để giải thích về lý do cho đặc điểm bất thường nè cái lý do là tại vì ở trên nó nói là luật đô là ok nhưng mà lại có cái ngoại lệ xuất hiện và đưa ra cái vụ cá voi mắc cạn năm 1919 này để giải thích cho cái ngoại lệ này ha cho cái ngoại lệ này mà ngoại lệ này chính xác nói là nói về đặc điểm bất thường đó nè mọc ra cái chân này ha rồi ok rồi cũng chứng minh luôn cô sai khi em hiểu được câu đúng em cũng nên hiểu tại sao mấy cái sai luôn để mình chắc ăn luôn ha thì mới bắt đầu em quen rồi em ra thêm dịch nhanh lắm em sẽ thấy được em tự lỏng nó nhanh hơn thì câu a đầu tiên là kích cỡ quá khổ exceptional size là kích cỡ quá khổ quá lớn của thân thể rồi không không có liên quan gì hết một cách chứng minh the way it uh, the dollar lost chứng minh cho luật đô la trong khi luật đô la nó nói là không có quay trở lại được mà sao lại chứng minh nó bảy em ở trên đây nè là luật đúng rồi nó lại ví dụ <laughs> nó bảy đó nếu mà các em không dịch kỹ luật đúng nhưng lại luật đúng nhưng lại có ngoại lệ nó ví dụ cho ngoại lệ chứ không phải ví dụ cho luật của ông này rồi ha rồi cái này thì cũng tạo lao nè này thì nãy thầy dịch ở trên lớp là cãi lộn tại địa phương <laughs> cuộc tranh luận tại địa phương mức độ tranh luận tại địa phương nó gây ra không có liên quan gì tranh luận địa phương ở đây đó tại vì nó nó nói câu này nè <laughs> do cái ông nội này ông nói à, à nè giống như cãi lộn nó ừ tôi nghĩ là, là nó đang quay trở về tổ tiên của nó tôi không có thấy ai giải thích gì khác không có liên quan nhé rồi nãy thì dịch đó, mức độ cãi lộn <laughs> Rồi câu tiếp theo, cái thông tin hay là giải thích gì về silent gene. Cái này là gen lặng đó ha? Cái thông tin giải thích gì về cái silent gene là cái gen lặng. Cho kiếm silent silent gene trước nha. Ở dưới là nè các. Từ lúc đó có rất nhiều ví dụ đã, có rất nhiều cái ví dụ đã, đã và đang được khám phá. và những đang được khám phá để chứng minh rằng là không th là, là 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 không thể nói ha no longer là cũng không thể luôn không thể nói rằng evolution là không thể quay lại này thì dịch sơ luôn cho các em hiểu ha có nhiều ví dụ đã được có nhiều ví dụ có nghĩa là những hiện tượng đó đã được đã và đang được khám phá để nói rằng ha để nói rằng để không thể nói rằng là evolution không thể quay lại nói chung là để chứng minh cho việc là tiến hóa ngược là có thể quay lại đó ý ông nói như vậy rồi đưa ra một cái câu hỏi nè và điều này đã mang đến một cái câu hỏi là tại sao những đặc điểm mà đã mất đi hàng triệu năm lại xuất hiện năm 1994 Rudolf và đồng nghiệp tại đại học tại Mỹ đã quyết định sử dụng bộ gen và đưa nhiều cái bộ gen để lên thí nghiệm để chứng minh về khả năng của để nghiên cứu về khả năng của tiến hóa là có thể quay ngược trở lại ha. Họ thấy rằng một số cái tiến hóa, một số sự thay đổi trong tiến hóa đã làm mất đi một số cái gen cho nên chắc chắn không thể quay lại. Và cái khác là cái 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 gen khác đó, có thể là do và cái 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 khác á là có thể là một cái gen nó bị ẩn là nó có nhưng mà nó tạm thời tắt á là nó bị ẩn ha các em. Rồi. Thì những cái gen này được gọi là gen silent gen là những gen ha là những cái gen lặng một cách nào đó có thể bật trở lại hoạt động trở lại và những cái đặc điểm mà đã mất đã lâu lắm rồi chưa xuất hiện là mất lâu thời điểm rất là lâu rồi không còn nữa và xuất hiện trở lại những cái đặc điểm mà đã mất lâu rồi long, uh, long lost trait đặc điểm đã mất lâu rồi có thể xuất hiện rồi cái này chứng minh cho cái gì đây câu 29 chứng minh cho nó đó là câu c cái này dễ thấy nè những cái gen này có thể dẫn đến mang đến sự xuất hiện trở lại một cách lập tức re-emergent em dịch là xuất hiện lại đi cho nó dễ hiểu có thể xuất hiện lại có thể xuất hiện lại uh, làm xuất hiện lại một số đặc điểm ha những cái gen này có thể làm xuất hiện lại một số đặc điểm đúng rồi nghe câu đó có hả em rồi Mà báo nó lên đang cháy ở khu công nghiệp Tân Tạo thành phố Hồ Chí Minh. Nãy thầy nhìn lộn Tân Bình chứ. Có ai ở gần khu đó có gì nói thầy biết nha. cháy lớn. Rồi, thầy chứng minh các câu sai này ha. Reemergence nó đồng nghĩa với chữ reappear, xuất hiện lại ha. Rồi, ok. Câu A. Số lượng gen phù thuộc và loài không liên quan hết. Câu B. Raph không đồng ý với việc sử dụng cái cái cái, cái định nghĩa. Raph như tốt dưới nó chưa nó chưa tới mà ha. Rồi, câu D chúng có vòng đời không giới hạn giống bất tử vậy đó ý nó nói là gen tại sao gen uh, ấy là gen switch là gen nó tạm thời tắt rồi sau đó nó mở lại là nó bẫy mình qua cái dòng là dòng đời không giới hạn nó không liên quan nha nó có nói gì dòng đời ha cho nên không con nghệ thì nghĩ là nhiều bạn vẫn thấy rõ ha re emergence dễ thấy nhất rồi câu 30 mươi người viết đề cập đến cái loài vật này mo mô, mo mô sal salamander. con kỳ nhông này ha, mấy kỳ nhông gì đây. Nó là cái từ chuyên luôn để mình kiếm nè. Rồi coi đến con này trước nha. Ok, cũng cũng xin lan ha. Nhớ không mới vô đồng hai mấy bạn giờ có mười mấy bạn. <laughs> không, một phần là do cái phần read có nhiều bạn làm tốt. Thành ra là chỉ cần coi lại thôi. Học tiết viết, Tiếng viết là đồng nhất. Viết gì nói. Rồi, tiếp hả các em? đâu rồi. Salamander. Rồi, ở đây là nghe, nhưng mà thầy dẫn dịch ở khúc trên. Mặc dù cái này nó không có câu trả lời. Rồi, đội của Raf tiếp tục tính toán cái khả năng của điều này xảy ra. Và những cái gen ẩn này, lại có nhiều có accumulate đây thì dịch nó có luôn những cái đột biến bất kỳ ha, những cái đột biến thậm chí là đột biến ra những cái không cần sử dụng có nghĩa là những cái đặc điểm mà nó vô dụng đó, ha rồi mình không cần quan tâm vậy thì câu hỏi liệu rằng là một cái gen tồn tại trong một loài sẽ tồn tại bao lâu nếu nó không được sử dụng thì những cái đội này mới tính rằng có một cái cơ có những có những cái cơ hội tốt để cho những cái gen này tồn tại lên đến 6 triệu năm và thậm chí là dẫn xuất hiện một số cá thể trong một cái dân số nghĩa là giống như là một cái dân số là dễ như là tính theo tới hàng trăm ngàn hay hàng ngàn hàng trăm ngàn gì đó mấy chục ngàn gì đó thì nó lòi ra một một vài người hay một vài cá thể rồi à và một số cái thậm chí là một cái gen đó thậm chí có thể tồn tại lên tới 10 triệu năm nói cách khác trobat ha tiến hóa ngược là vẫn có thể tuy nhiên chỉ relatively recently à, nói chung là chỉ tiến hóa tới cái thời điểm trong tiến hóa tới cái đặc điểm trong lịch sử gần nhất thôi trong quá khứ gần nhất thôi có nghĩa là tiến hóa tới cái cái đặc điểm cơ thể mà mới gần đây mà chúng mất á giống như cách đây khoảng vài ngàn năm á, hả? Vài ngàn năm hay vài chục ngàn năm, chứ không có tiến hóa tới vài triệu năm được. Ừ, ý là như vậy ha? Rồi, xong, tiếp tục. Có một ví dụ, à, để có một ví dụ cụ thể, đội này đã dùng cái con salamander tại Mexico và Cali, giống hầu hết những cái loài lưỡng lưỡng cư khác họ giống hầu hết các loài lưỡng cư những cái đời sống những con này thì bắt đầu bằng cái đời sống ở cái thể trạng là tasbo giống như nồng nọc vậy đó giống như là uh, ở cái thể trạng nhỏ bé thể dịch nó nãy là con nít đó rồi nồng nọc này giống như trong uh, bào thai á trong bào thai là nó hình nồng nọc á con người cũng vậy mà mới ra nhìn giống nồng nọc nhỏ xíu à rồi, rồi. Thì cái sự biến đổi và sau đó biến đổi thành Cái này biến đổi nha, metaphor là biến đổi, chuyển đổi á Chuyển đổi thành cái dạng lớn hơn Ngoại trừ một số loài, đó là con này Asolo ha Con này sống hoàn toàn ở cái thể trạng nhỏ Cái câu giải thích đơn giản nhất cho điều này Là con Asolo long... à, cái con Asolo này bản thân nó một mình nó đã mất đi cái khả năng biến đổi trong khi cái con khác vẫn còn giữ ý là trong cái hệ thống gia đình của con salamander đó, ý là cái con kỳ nhông này nè thì nó có, nó phân ra nhiều nhóm với giống con tắc kè đó thì trong đó có con asolo con nào nó cũng phát triển lớn hơn chỉ con asolo là không rồi thì từ cái phân tích này của cái hệ thống gia đình của cái con kỳ nhông này nè cho thấy rằng giải tiếp ha à, từ một cái phân tích chi tiết trong hệ thống gia đình của cái con kỳ nhông này cho thấy rằng những cái nhánh khác nhánh ở đây là nhánh trong cái cái dòng họ gia đình của con này á những cái nhánh khác đều hoàn toàn là phát triển từ tổ tiên của chúng mà bản thân tổ tiên của chúng là không có khả năng phát triển biến đổi Nghĩa là trong cái con salamander này á Trong cái hệ thống gia đình của con này á Con nào cũng phát triển lớn hết Nhưng mà chỉ có con là Asolo là nó còn nhỏ xíu à, gì hoài. Bởi vì thừa hưởng từ tổ tiên Nghĩa là tổ tiên của nó là không phát triển Tổ tiên, góc tổ tiên của con salamander là không phát triển Là sống nhỏ xíu gì hoài Nhưng mà sau này nó lại tiến hóa hầu như các con nào cũng tiến hóa nó tiến hóa chuyển sang cái 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 biến đổi nó chuyển sang là một cái cơ thể lớn hơn, lớn hơn dòng đời nó phát triển cơ thể lớn hơn. Chỉ có con a solo là nó giữ lại cái tổ tiên của nó. À, nó giữ lại cái tổ tiên của nó là còn nguyên ha. Cho nên cái sự biến đổi trong hệ thống à, trong 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 cái cái hệ thống gia đình của cái con kỳ nhông này á là một cái sự biến đổi ngược. Nghĩa là ý, ý nói là cái con mà, cái con mà Asolo á, nó vẫn như vậy là giống như là nó giữ lại cái mức độ tổ tiên của nó, là nó quay trở về cái thời tổ tiên của nó ha. Và chính cái con Salamander này, hệ thống gia đình của con Salamander này, phù hợp với cái khung thời gian 10 triệu năm của Raph vậy thì nó sẽ đáp ứng em chỉ cần thầy nghĩ là chỉ cần đọc tới câu đó là đủ rồi đó đủ để chứng minh rồi đó nhưng mà thầy muốn em hiểu rõ hơn rồi vậy thì nó sẽ phù hợp với cái câu à, nó nó sẽ tương ứng với lại cái đáp án đó là câu b người viết nói về con salamander vì nó chứng minh rằng thuyết con này là đúng rồi thuyết con này là đúng chỉ cần câu này là đúng rồi ha Salamander phù hợp với thuyết của ông này. Ở đây là khung thời gian là cái cái cái, cái thuyết của ông nó nói về khung thời gian biến đổi trong vòng 10 triệu năm của cái co của, của các loài động vật gì đó. Thì con Salamander này chứng minh điều đó. À, vậy thì câu này là đủ rồi. Rồi mình cũng chứng minh các câu khác sai ha. rồi nó cũng chứng minh cái gì xảy ra trong sự phát triển của hầu hết các loài chứng minh cái sự xảy ra trong hầu hết của các loài cái gì xảy ra cái gì xảy ra trong hầu hết của các loài lưỡng cư câu này sai đúng là nó nói là giống hầu hết các loài lưỡng cư thì tất cả các con đều có vòng đời là từ con nít rồi phát triển thành người lớn À, phát triển thành người lớn, phát triển thành người lớn. Nhưng mà cái cái này là cái việc mà phát triển thành người lớn là cái cái khả năng hiện tại của nó nghe. Nhưng mà chỉ có con salamander là nó có một cái nhánh của nó là nó không phát triển, là nó giữ lại, hay là nó giống như giữ lại cái sự tiến hóa của, à, nó giữ lại cái cách tiến hóa của tổ tiên đó thôi. Là nó không tiến hóa đó, nó giữ lại cái dạng của tổ tiên nó thôi, nó không tiến hóa. Vì vậy là chỉ có con salamander này là nó riêng thôi ha. Cho nên cái kiểu mà gọi là cái gì xảy ra cái đặc điểm xảy ra là cái tiếng quá ngược á, là ở các loài amphibians khác đều không có tại amphibians khác là đều phát triển và lớn lên chỉ có salamander là nó có một cái nhánh là không phát triển là nó giữ lại đặc điểm tổ tiên của chúng ha có nghĩa tiếng quá ngược á Rồi. chứ không phải tất cả các con nào cũng có ha thì là sai ha salamander là chỉ có mình nó là, là 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 khác thường so với người ta thôi trong khi người khác ai cũng phát triển lớn ha Ừ nó hơi lòng vòng vậy đó Salamander chỉ có một nhánh thôi Nhưng mà chính nó Chứng minh cho ta thấy về việc Là giữ Giữ cái Cái cái, cái, cái kiểu cơ thể của tổ tiên của nó đó Rồi Câu B à, Câu C Nó mất Nó mất Và có lại một đặc điểm Cái này đâu có liên quan đâu Trong cái Salamander hồi nãy mình mới đọc Là chỉ có con Asolo là nó giữ lại thôi còn tất cả đều là mất hết ha, mất hết cái cái đặc điểm tổ tiên trong khi ở đây nó kêu là tất cả các con các con này ý là nó nói nguyên cái đống này nè là đã mất rồi quay trở lại có nghĩa là mất ở đây có nghĩa là phát triển lớn rồi quay trở lại có nghĩa là phát giữ nguyên cơ thể nhỏ đó ha? giữ nguyên cơ thể nhỏ không liên quan nha nó chỉ có có cái nhánh của con Asolo là bị thôi rồi con tiếp theo câu tiếp theo tổ tiên của chúng trở thành đối tượng cho nghiên cứu Ờ, à, không có liên quan ha nó đang nghiên cứu con này chứ đâu nghiên cứu tổ tiên đó rồi xong câu 31 phần 3 này là để cho bạn nào học để học thêm thôi nhé để học thêm thôi nghe bạn nào có khả năng nắm tốt thì cứ làm còn không có không sao cứ kỹ phần 1 2 cho thầy ừ, thầy quay xong video phần 2 rồi đó để thầy ghép vô video của hôm thứ hai rồi thầy up lên thì lúc đó mình sẽ có hoàn chỉnh là 3 phần rồi ha thì đâu có các coi thử nhưng mà thầy khuyên vẫn nắm cứng phần 1 cho thầy nghe nó sẽ là cơ bản rất là tốt cho phần 23 rồi tiếp tục thông tin dưới đây thông tin nào Warner nói Warner là thằng nào đây à đây nè rồi thông tin nào dưới đây là mà Warner nó có nói rồi mình coi ha. Tuy nhiên những cái ví dụ gần đây là những cái uh, nghiên cứu gần đây đã phá hủy cái giới hạn thời gian. Những nghiên cứu đây không biết phá hủy dù gì, gì đây. Những cái gen này không phải là một cái yếu tố quyết định chính. Rồi kìa bà nó nói gì khó, hơi khó hiểu lắm. Nhưng mà chưa liên quan em mình kiếm các cái câu nói của ông này trong một cái bài báo hay bài nghiên cứu được publish vào năm trước nhà sinh vật học Gunter Wagner của Đại học Yale đã báo cáo dựa đã báo cáo một số công việc ha một số cái nghiên cứu của nhóm của một nhóm à, nghiên cứu đã đưa ra một số kết quả của cái nghiên cứu trước đó về một nhóm thằng lằn Nam Mỹ được gọi là Partier ha, thầy nãy đọc là đây đọc là ba chĩa đó, ba chia, ba chĩa. Rồi, patchier. chia, rồi. Nhiều con trong chúng thì có những cái chi rất là nhỏ ha. Ha, cái chi này là cái chữ nhỏ giống như mini gì đó, những cái chi rất là nhỏ. Một trong số chúng thì giống như con rắn hơn là con thằng lằn. Và có một số con Nhiều con chứ ở đây đầu tiên nhiều con thì chi nhỏ tuy nhiên cũng là đại gia đình của Pachia nè nhiều con thì cái chân nó nhỏ xíu à một số con thì giống như con rắn một số con thì giống như con rắn hơn là con thằng lằn và một số con hoàn toàn mất đi những ngón chân trên những ngón chân trên cái chi sau của nó có nghĩa là nó có chân mà không có ngón á. À, nó như vậy đó một số con giống con rắn này giống rắn mối vậy ta thầy nghi chắc rắn mối quá rồi, rắn mối thật ra cái con rắn mối thật ra nó không phải là con rắn nha, có nhiều bạn cứ định nghĩa nó là con rắn thôi mà. Không biết phải không ta, ra rắn hay thằng lằn ta. Rắn mối. Ở để thầy coi lại thầy không nhớ. Không biết là nó xuất phát từ con thằng lằn hay là con rắn thiệt. À. Nhưng mà cái đó về sinh đó sinh học rồi, nó tính sao đi. Thì có một số người nói nó là rắn đó, nhưng mà nó cũng là như vậy luôn, nó không có tiếng hóa à là cái chân nó không rụng đi ha, nó vẫn dùng chân. Giờ có một số người nói thì nó là con thằn lằn trong cái chi thằn lằn kìa bạn. Rồi cái đó tính sao đi. Mình không quan tâm mình quan tâm cái câu này nó có liên quan tới bài hay không. Rồi, thể thầy nói vậy nó giống ha. Rồi một số loài khác tuy nhiên thì có đủ bốn ngón trên cái chi sau của nó. Quá trời luôn ha tí có một số loài thì là spot up là lòi ra luôn bốn cái ngón chân trên cái chi sao là đầy đủ luôn á không biết thằng lằn, thằng lằn nhà các em biết thằng lằn gì hả? thằng lằn mà nó đậu trên bóng đèn không biết con gì nữa cái này là của chắc của nam mỹ không liên quan tới con thằng lằn nhà mình thằng làng nhà mình hồi đó thầy hay lấy cái dây thun thì búng búng nó rớt rồi cái lời giải thích đơn giản nhất đó là những cái chi những cái loài mà có chân ha này là cái chi là cái, cái nhánh cái nhánh của của cái nhóm con này nè là có chân ha không bao giờ mất đi ngón chân những cái nhánh có chân chắc chắn là sẽ không bao giờ mất đi ngón chân của nó tuy nhiên Warner lại nói khác dựa theo nghiên cứu của ông ấy trong đại gia đình của con thằng lằn này nè thì những loài có chân thực ra xuất phát thực ra mọc chân ha từ tổ tiên không chân của chúng vậy nè thầy tóm lại trong cái thằng trong cái gia đình của con thằng lằn bạch chia này á, là có con có chân có con chân nhỏ con chân nói chung là có con chân nhỏ có con có chân có con chân bự con chân nhỏ có có con thì giống như con rắn vậy đó thì nó nói là tất cả các đống này luôn á, các nhánh này luôn á đều có chung một tổ tiên đó là cái con thằng lằn không chân. Cho nên giống như vậy, giống như nó phát triển lên là nó mọc chân có chút xíu, có con là mọc chân bự. Vậy đó, giống như con chó cũng vậy, con chó này nó có cũng có gốc tổ tiên. Ờ nó mọc ra có con chó nhỏ như chó phóc vậy đó. <laughs> Chi qua qua rồi đó. Có con bự như có con thì bự như chó tài tạng nữa đó. À. Đó người ta đang thắc mắc gì đó nó cũng cùng gốc tổ tiên luôn không biết tổ tiên con chó là gì thì ta nói tổ tiên của loài chó nó là chó hoang à, chó, chó hoang hoặc là chó sói gì đó nhưng thầy đang suy nghĩ ủa vậy chó sói sao nó tiến quá thành chó, con chó phóc được trời nó nói là thầy chó gốc của nó là con chó chó hoang chó sói xám hay chó sói á theo tổ tiên nó là con chó sói lúc mà mình chưa thường quá đó lâu lắm rồi nhưng nó ủa thì mà thằng quá gì kỳ thằng quá thành có con chó chi qua qua chút xíu hay con chó bút gì thời tiếu ha nó ra cả đống luôn rồi con chó mặt sệ trong khi chó, chó sói nó đẹp trai quá trời sói <laughs> đẹp lắm em nhìn thực tế mà con chó sói mặc dù nó là giả thú nhưng mà nó đẹp tướng nó đẹp nó bự nó nó rất là bự nha mà nó đẹp sói nó nhìn dũng mãnh nó đẹp nhìn nó đẹp nó màu nó màu, màu xám gì thôi mà nó đẹp nhưng mà đúng là nó chung tổ tiên với mình chó thường nghe nó sủa được bình thường rồi y họ nó không gì khác hết ừ. giống như con mèo với cọp vậy không biết nó họ hàng hay không biết có chung tổ tiên không rồi họ hàng nói chung là cái dòng nó nhiều lắm nó hơi dòng đó ha cái đó mình tính sao đi rồi vậy thì thầy nói lại dựa theo nghiên cứu của ông này ông này nói á là con tất cả những con bên trên á có chung một tổ tiên đó là con không chừng rồi, những đặc điểm như vậy. Và hơn nữa, những đặc điểm như vậy là những cái chân mất đi và có lại đã xuất hiện hơn một lần trong vòng hàng chục triệu năm. Có nghĩa là nó cứ tiến hóa là nó có chân rồi nó mất chân rồi nó lại có nữa. Thành ra nó sinh ra nhiều nhánh đó. Nó sinh ra nhiều nhánh là chân nhỏ, chân lớn vậy đó. Ý là như vậy ha. Rồi bây giờ nó sẽ tương với thuyết gì đây? Câu này dễ thấy nè. Thực tế là đúng ra không em các em không cần hiểu tới mức như thầy đâu tại thầy muốn dịch cho em hiểu luôn á. Chứ thực tế là thầy không cần tới mức gì đâu, em chỉ cần hiểu sơ cái câu đó nói cái gì được rồi. Là là, là, là dịch ra được câu đó nói cái gì được rồi. Rồi bắt đầu đối chiếu vô đây mình nhìn luôn ha là mình sẽ biết ngay. Ừ. Thành viên của loài thằng làng Ba chia này á là đã mất và có lại một số đặc điểm hơn được một số đặc điểm ở đây cụ thể cái chân đó. Nhiều lần. Đúng. Nhiều lần. More than one occasion. Nè. Several times. Nè. Rồi có và mất và có. Mất và có ha. Rồi. rồi ok. Xong. Kiếm về đủ rồi. Chứng minh chỉ ra rằng sự phát triển của Parchia là bởi môi trường. Chẳng liên quan. Nó có nói gì tới môi trường hết. Nghiên cứu về loài thằng lằn này ủng hộ thuyết của rap nhiều không liên quan luôn á, nghiên cứu coi máy áp dụng cho loài khác tại Nam Mỹ, cho loài thằng làng khác tại Nam Mỹ, nó đâu có nói về thằng, thằng loài thằng làng khác đâu, nó nói về loài Parcier mà, nó bảy em cái chữ sau America Lizard á, hiểu Nó bảy cái chữ này thôi nhưng mà nó sai chỗ này, nó chỉ nói con này đó đâu có áp dụng loài khác đâu nhớ Con này cũng là nó kĩ vần, ra thì là, gì là con à đúng thường cái câu sai nó để từ khóa rất là giống nha. còn cái câu đúng thì nó lại à nó đổi chữ giống như choose for này ha. Rồi tiếp theo các okay. em. 32 F. Cái này nó cũng là một cái dạng chu một cái dạng multiple choice luôn. Giống thôi không có gì hết. Và thậm chí thầy nói cái dạng này còn dễ coi nữa. Bởi vì nó không có giống như bên trên là một câu tới 3 4 tới 4, 4 với ba đáp án nó khó kiếm. Ở đây dạng giống như là ba 5 câu bên trên với lại 7 câu bên dưới là chỉ thừa ra hai câu thôi ha. em có đọc kỹ làm thấy là em ghép vô á này dạng giống như câu ghép vậy đó ha. nó cũng dạng này, nó, nó, viết tới đây bắt đầu nó kìm ghép vô á nó cũng là một multiple choice luôn ha câu 32 nhưng mà này dễ kiếm hơn cái này dễ kiếm hơn bên trên trong một khoảng thời gian dài các nhà sinh vật học đã từ bỏ khả năng tiến hóa ngược lại ngay dòng đầu có đó các em đây là lúc này quay trở lại ban đầu nè ngay giờ này gây dòng này luôn hả các em trong nhiều năm hầu hết các nhà sinh vật học không dùng cái từ này có nghĩa là không có tin vô cái product này ha bởi vì họ suy nghĩ rằng evolution cannot run back rồi ok chính xác hai rồi câu 33 g những cái quan điểm ngược nhau có chữ sẵn này ngược nhau về thuyết tiến hóa ngược lại hai quan điểm ngược nhau á một ông nó có một ông nó không á được thể hiện bởi hai ông đó là nghiên cứu gondolo và Lomboso cả lộn lại bởm Lobosso nè, nghe cái dòng đầu này các nghe cô 2 cô 3 nè. Có nãy mình mới đọc qua có. Lobosso thì lại xác định rằng là những cái đặc điểm này, cái đặc điểm của phẩm đội là thuộc về nguyên thủy ha. Trong khi trong, trong khi đó thì ông Dolo lại đi đến kết luận ngược lại. Có nè các. Hiểu ha. Rồi. À, thầy nói nè cũng là như vậy nó cũng giống như phần đầu thôi là cũng có thứ tự nghe các em cũng vẫn có thứ tự bình thường không có gì hết như hôm bữa thầy nói cái thứ tự này nó sẽ xảy ra hai trường hợp cái phần đầu á, là dạng là thứ tự theo đúng nghĩa câu hỏi luôn ví dụ như câu 27 đến 40 luôn ha là thứ tự đúng nghĩa từ trên xuống dưới luôn còn có một cái dạng đó là thứ tự theo phần câu hỏi thôi giống như nãy 27 đến 231 là thứ tự này ha nhờ xuống đây thì cũng 32 đến 36 cũng thứ tự luôn nhưng mà nó quay ngược trở lại đây là trường hợp là thứ tự theo phần câu hỏi thôi thì cái loại này có thể xen kẽ có thể xen kẽ với những câu trên không sao các em phương pháp ôn tập lúc này mình chưa cần phải thi liền vì vậy em ôn tập em cứ làm bình thường cứ kiếm từng câu ở trên không cần phải rối đâu cứ kiếm từng câu ở trên lỡ có đọc hết bài thì em xuống dưới đây em làm tiếp vẫn thấy thông tin bởi vì mình sẽ nhớ nó sẽ nằm đâu ai hoặc dò lại vẫn nhớ không phải mất công đọc lại gì nhiều ha còn cái kỹ năng cuối mà để thầy áp dụng bài thi ấy, đó là lúc mà em đọc thật sự em đọc nhanh với em đọc nắm rõ thì là em đọc hết một khổ ha? ví dụ như hết một khổ như vậy đối với thầy thầy sẽ dò hai bên luôn có là quính vô luôn ha với lại một phần là thầy dò nhiều lần câu hỏi thầy sẽ nhớ à đọc tới đây là biết câu hỏi, câu hỏi gì luôn rồi đó là nhìn nghe mình làm nhanh hơn ha thì cái này là để lúc mà phương pháp thầy thầy sẽ chỉ nhưng sẽ đòi hỏi điều kiện là em em đọc cần hiểu chính xác thì lúc đó em nhìn vô mình làm nhanh nó sẽ dễ hơn. Ha, còn bây giờ cứ làm từ từ thôi, lỡ lộn cứ quay lên. Rồi, thầy đi tiếp nè. Câu 34, ví dụ cho cái ví dụ hay là cái nghiên cứu á về cái tiến hóa ngược đã dẫn đến. đã dẫn đến, đợi, đợi xíu. 34 này. 34a đúng rồi. Câu hỏi tại sao những cái đặc điểm mất lâu như vậy có thể xuất hiện những ví dụ hay là những nghiên cứu về tiến hóa ngược đã dẫn đến thì ở đây ngay cái ngay cái dòng cuối này Rudolph và đồng nghiệp đã thí nghiệm ha, đã thí nghiệm và họ đã thí nghiệm về cái vụ này rồi và họ đã đưa ra kết luận là tại sao ha. Tại sao? Example ở trên có này các em, example có trên này nè. Ở chỗ này luôn chứ. Có những ví dụ hay là thí nghiệm cụ thể đã được thực hiện. đã được thực hiện ha, để chứng minh rằng là việc không thể quay trở lại, không thể tiến hóa ngược trở lại là không thể, có nghĩa là có thể á, có thể quay ngược trở lại. Và nó dẫn đến câu hỏi nè, ở chỗ này nha các em. Những ví dụ này đã dẫn đến câu hỏi Ủa, tại sao những đặc điểm này đã mất lâu rồi? Disappear millions years ago á, lại xuất hiện. Những ví dụ này đã dẫn đến câu hỏi này. Hiểu hả các em? Nói đó. Nè, có cái từ khóa này cho mình dễ kiếm ha. Câu tiếp theo, the short. Con cá mập và con cá voi sát thủ được đề cập trong bài để chứng minh cho cái gì? cái này thì bắt đầu biết rồi đó, nó có thứ tự là trên đây xuống đây là biết hết rồi. qua khổ này ha, thì là biết à, rồi, chưa có nói cái này là biết ngay chỗ này. đó mình đọc mình sẽ nhớ là tới đâu. rồi ngay khổ này ha, cho nên thầy sẽ dịch luôn. rồi cái gì diễn ra một cái khả năng có thể rằng là những cái đặc điểm này đã mất rồi sau đó xuất hiện ở theo cái cách đó, theo cái cách rất giống nhau là những cái đặc điểm giống nhau như vậy có thể xuất hiện ở nhiều loài khác nhau như là vây của con cá mập và con killer whale cá voi sát thủ hiểu ha các em những đặc điểm này thậm chí giống nhau ở những loài khác nhau luôn nó ví dụ hai con này vậy thì đáp án nó là nói rồi ở à đây nè, sự xuất hiện ở một đặc điểm cụ thể là đặc điểm với nhau đó, ở một đặc điểm cụ thể ở những loài khác nhau. rồi ở những loài khác nhau ha. xong. câu tiếp theo. câu cuối cùng, ví dụ hay là giải thích cho cái nghiên cứu của Warner về là nói về cái gì? cho em đợi xíu nha sắp xong hết rồi cái phần true for nó kỳ rất là dễ luôn á các em làm kỹ là thấy rồi giờ tiếp nha. câu D ha các em. Giải thích của Warner, nghiên cứu Warner là để nói về sự tồn tại tiếp tục của một đặc điểm gen cụ thể. Của một đặc điểm gen đi. Nghiên cứu của Warner nói rằng sự tồn tại vẫn còn của một đặc điểm gen. Ừ, thầy nói luôn nè, nghe cái con trong cái, cái Warner là nó, ông nghiên cứu về đổ tiêu ta nè ông nghiên cứu về con bạch chia nè hồi nãy mới nói đó trong cái dòng họ của con này thì chỉ có con lô low... solo gì nè quân bà nó rồi à đây à đây chứ vậy rồi đợi đợi xíu nha không ta để 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 đợi đợi xíu sự tồn tại những cái gì à đi xác chứ lộn con này chứ Warner đã đại sứ nha giải thích về nghiên cứu của Warner nói rằng Sự tồn tại này đúng rồi nè Nó nè Là vẫn còn tiếp diễn đúng rồi Là vẫn còn sự tồn tại Tiếp tục Của một cái đặc điểm gen Là cái ông Đâu có tên ông ông này đó Là hồi nãy ông nói là Con thằng lằn này nó có chân À nó có chân Có con chân, con chân nhỏ, chân dài gì đó à, Thì nó lại dựa theo Cái tổ tiên của nó Đó là con không chân nhưng mà con không chân này sau đó nó lại có những cái đặc điểm là nó lại có cái chân rồi nó lại mất cái chân. Cái này cứ tiếp diễn, tiếp diễn, tiếp diễn. Là cái đặc điểm cái chân á, nó cứ tiếp diễn là có rồi mất. Cứ liên tục ha, cứ liên tục hơn một lần trong vòng hàng triệu năm. Giờ sự liên tiếp của một đặc điểm gen đúng rồi. Tiếp theo hai cái. Còn bạn nào hiểu gì đó, có gì có thể nói lại cho thầy. Câu này dễ hiểu nè. 37 đến 40. Wagner là người đầu tiên. Wagner là người đầu tiên làm cái nghiên cứu về con này. Coi kỹ nha. Từ khóa rất giống thì coi chừng nó là câu gì á. Ừ. Chắc chắn rồi, nó là nó given nha các Đúng là nó có đề cập đến cái thằng này nghiên cứu về con này nhưng cái nội dung chính nó đang nói là người đầu tiên làm, không có nói nha nó chỉ bên kia nói ừ ông này ông nghiên cứu về con thằng lăng này thôi trong khi bên bài nó nói ở à, bên bạn nó nói như vậy trong khi câu hỏi nó nói là người đầu tiên làm cái đó không liên quan nhé từ khóa rất giống rồi Wagner tin rằng thằng lăng ba chia có chân có tổ tiên là không chân con này đúng em mới đọc luôn rồi thầy nói cứ đọc đi lỡ có sót gì đó em sẽ thấy mà một cái đặc điểm ngộ lắm là của những bài thi như vậy thường mấy câu cuối là câu dễ lắm, câu rất là dễ của cái phần cuối này luôn. Nó để cuối không à, để các em mất thời gian là không kịp á. Thì vậy nhiều cái nên hồi nãy thầy mới nói cách thi của thầy á, thầy sẽ làm sơ sơ mỗi cái bài câu, mỗi cái bài câu á, cứ đọc từ từ, rồi, cứ vừa đọc vừa nhảy vô coi luôn thì họ nó tới. Nó tới mấy cái này mình thấy ngay. Ví dụ như là, nè, câu 38 này cũng là cái câu trả lời của cái câu. Warner. nè cũng là trả lời cho câu 31A nè đó vô tình em đọc ngay câu đó em trả lời được cho hai câu luôn đỡ mất thời gian phải phải, 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 phải đọc tới đọc lui đó là khi mà thầy phương pháp thi thì làm là như vậy á ha rồi còn các em chưa quen thì cứ đọc hồi quay lại vẫn thấy ha không sao cho nên kinh nghiệm của thầy thôi câu 39 cái đặc điểm tạm thời của cái đặc điểm tạm thời của những cái à, cái sự xuất hiện tạm thời của những đặc điểm tổ tiên ha, thì giờ này đặc điểm tổ tiên đây, đặc điểm đã mất từ lâu là đặc điểm tổ tiên trong những trong cái 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 embryo à, những cái đặc điểm ở cái phôi thai, sự xuất hiện của những đặc điểm tổ tiên ở những cái phôi thai là hiếm thầy đọc lại ha. Sự xuất hiện tạm thời của những đặc điểm tổ tiên ở cái phôi thai là hiếm. Câu này thì thầy chưa đọc tới, thầy sẽ đọc tiếp nè. Rồi cái gì xảy ra tiếp theo? Một câu giải thích rằng là những cái đặc điểm mà đã mất lâu rồi đó sau khi lại quay lại. Ủa wow, không ta thôi thai ở đâu vậy À đây chứ Thầy dịch xuống đây luôn ha Nó nằm dưới đây nè Rồi những cái gen lặng Mất dần trong vòng decray là mất đi á Mất dần trong vòng 6 đến 10 triệu năm Thì tại sao những đặc điểm này Có thể tiếp tục xuất hiện lại Ở một khoảng thời gian sau đó Sau một khoảng thời gian quá dài Nó lại xuất hiện tiếp Câu trả lời nằm ở cái dạ con dạ con đó là cái chỗ mà, mà chứa con á warm thì những cái phôi thai của những của nhiều loài phát dẫn phát triển cái đặc điểm tổ tiên của nó câu trả lời nằm ở cái cái cái, cái dạ con nhé thì những cái phôi thai còn nhỏ đó của nhiều loài phát triển từ cái tổ tiên ví dụ như là con rắn phôi thai rắn nè có những cái chân sau đó lúc mà phát triển thì những đặc điểm này mất đi bởi vì có một cái chương trình phát triển trong cái phôi thai trong trong cái dạ con á nói rằng bỏ cái chân đi ha, bỏ cái chân đi rồi em hiểu ha các vậy thì nó làm sao quay lại những trong quá cái phôi thai chứ cái phôi thai của nhiều loài vẫn xuất hiện cái đặc điểm tổ tiên, rồi sau đó mất đi. Vậy thì chính xác là cái sự xuất hiện của cái đặc điểm tổ tiên ở phor Thai là hiếm là no ha, có nghĩa là phor đấy. Nhưng mà các em cẩn thận quên đó nha, phải ghi rõ, rõ là no nghe, có ghi lộn là đó. Tự mấy cái này hay quỷ chưa phor cho rồi, chết yes, no nữa, rồi là no ha các em, là no nghe. Giống như hay là ngược lại không hiếm nha bên đây thì nó kêu là thường xuyên luôn, là nhiều loài có luôn. Ở đây thì nó kêu là hiếm, là ít loài á. Nội dung bị ngược ha. Rồi câu cuối cùng câu quyết định chín điểm nè, bạn nào làm đúng hết là chín điểm nha. Tiến hóa ngược có thể gây ra bởi quá trình phát triển trong dạ con, đúng mới đọc câu đó xong. Tiến hóa ngược vẫn có thể xảy ra trong quá trình phát triển trong dạ con, mới đọc luôn. nè câu trả lời nằm những cái đặc điểm này vẫn xuất hiện câu trả lời nằm ở dạ con nè vẫn xuất hiện cái này rồi, sau đó mất đi đó rồi. rồi câu này hai câu này là dính với nhau luôn thầy mới nói thường mấy câu cuối này nó dễ em tại vì cái em mất thời gian làm mấy câu trên nhiều quá về mấy câu cuối làm kịp ha cách của thầy là thầy làm xen kẽ rồi hai bạn đi ngủ cũng cũng xuyên hồi nãy vô như 17, 18 đứa ba ba đi ngủ cũng được cũng xin hết rồi thầy chỉ nè nhớ nha, trên group lớp thầy cũng dẫn up cái bài tăng cường của phần reading thầy có thể up Xen kẻ basic dễ hoặc là basic khó basic đó là một bài đọc với các câu hỏi giống à, giống như mình đang làm vậy đó có thể là phần 1, phần 2, phần 3 thầy sẽ sang kẻ bất kỳ ha nhưng mà thường thầy sẽ up một basic lên nhiệm vụ các em là làm giống như thầy nãy giờ làm vẫn phải dịch bài và vẫn phải làm câu hỏi và đợi đáp án của thầy cái cái phần mà tăng cường phần read thì khỏi cần phải nộp nhé em chỉ đợi đáp án của thầy thôi bao gồm bài dịch với câu hỏi được rồi thì thường là nếu như thầy lấy trong cái sách bài thi thì thầy sẽ gửi luôn đáp án cho các em coi còn nếu mà nó là một cái bài thi ngoài à không thầy sẽ gửi luôn đáp án nha thầy sẽ gửi luôn đáp án còn cái cuối cùng của thầy làm là thầy sẽ dịch lại cái bài cho các em hiểu luôn ha. Còn đáp án thì thầy để sẵn thì các em cứ làm rồi coi đáp án nó như thế nào. Còn cái cuối cùng là thầy sẽ dịch lại cái bài và thầy đối chiếu câu hỏi để cho các em hiểu chính xác ha. Còn đáp án thầy vẫn để nha để cho em học. À, cho nên là những cái bài thầy up lên là đều có đáp án nha các em. Và các em tự làm trước rồi đợi thầy dịch bình thường ha. Đợi thầy dịch để em áp dụng vô. Rồi. rồi. Còn nhiệm còn cách học của những bài này là đơn giản là sao làm nhà trước rồi lên lúc mà thầy học á thầy dạy á các em nhớ về làm lại cho thầy hết nha vừa dịch vừa làm lại câu hỏi còn cái phần hai là thầy đã làm xong rồi và thầy up lên thì thầy sẽ up hai video và các em quay lại video cũ để làm phần hai ha phần hai này nó hơi bị hại não đó nghe các <laughs> em thầy nó không có khó nhưng mà đọc kỹ Rồi bạn nào mà làm từng làm 8 rưỡi cái phần reading nhớ làm lại thử xem mấy điểm nha. Rồi vậy thôi xong.